Hello, xin chào thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy cưa xích Makita ME333. Con này thì dòng của Nhật chính hãng nha các bác, đời mới, có giật trợ lực và có phanh xích cho anh em nhá. Đó, phanh xích anh em. Đó, và gắn cả xích mới cho các bác luôn nhá. Hàng đẹp lựa, đúng sưu tầm cho các bác luôn nhá. Máy của Nhật chính hãng và đời có giật trợ lực. Đó, con này mã số máy đây nha. 080724, máy full rin từ AZ nhá. Đó, đẹp như mới và full rin anh em luôn. Đó, tất cả đều là đồ zin trong máy nhá. Đó, giật trợ lực này. Và con này nóng 37 ly, trọng lượng là 4 kg anh em nhá. Đó, lam dài 40, sử dụng 35. Xích 91 mới luôn. Đó, bên em gắn cả xích mới cho bác luôn nhá. Hàng đẹp VIP, bao nòng cho các bác luôn. Nòng đẹp, bít tông sọc ngang luôn nhá. Đó, máy thì anh em nhìn đấy. Lam đẹp như mới, sơn chưa tróc luôn nhá. Đó. Thắng khóa xích còn ngon luôn này. Đó, phanh xích còn ok luôn. Nòng đẹp. Con này thì chuyên sử dụng gia đình nha em nhé. Chuyên cắt cành rồi cắt củi nhỏ, sử dụng trong gia đình thôi. Bởi vì dòng nòng nhỏ nên là anh em không có khai thác cây lớn được nhá. Đó, anh em nghe rõ hoàng máy bãi, đọc rõ thông số và cân nặng để anh em chọn cái cây máy phù hợp cho công việc của anh em nhé. Đó, tránh trường hợp anh em chọn những cây to quá hoặc là nhỏ quá. Đó, thì này dành cho các bác sử dụng trong gia đình. Đó, cây này thì bên em gắn cả xích mới cho bác luôn. Đó, và giá bên em bán là 2.500.000 nha các bác. 2.500.000 bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, không mất. Đó, không mất tiền phí ship vận chuyển. Bao ship tận nhà luôn. Anh em là chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050399. Rồi xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy nha. Số lượng một cây duy nhất, hàng đẹp lựa, anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345050399. Kết bạn qua Zalo, bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em xem nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em.